Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Cobler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng sport. Chào mừng các bạn đến với trận đấu được gọi với danh xưng là kinh điển của bóng đá Anh, màn so tài giữa Manchester City và Liverpool. Đối thủ của Man City ngày hôm nay là một Liverpool đang chỉ kém họ có đúng một điểm trên bảng xếp hạng. Và ngày hôm nay thì Erling Haaland sẽ phải đối đầu với một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, đó chính là Virgil van Dijk. Đặc biệt là Nunez, khi mà anh quay trở lại đội tuyển quốc gia thì cũng đã có được 2 bàn thắng. Pha xử lý rất kỹ thuật của thủ môn bên phía Liverpool nhưng sai lầm rồi. Phi Foden! Rất may cho Alisson Becker. Với những cổ động viên của Man City, với những cổ động viên của Liverpool, hình ảnh này không còn xa lạ nữa. Đôi khi là những sự mạo hiểm. Giờ Matip làm gì? Đẩy bóng ra biên. Mohamed Salah chuyền vào. Đánh đầu. Công bóng. Cú dứt điểm bồi là của Diogo Jota. Cú đánh đầu trước đó là của Darwin Núñez. Và chúng ta đã thấy sự xuất sắc của Ederson. Liverpool có thể bị lép vế trong những phút thi đấu trước đó. Nhưng ngòi nổ Salah và người đồng đội ăn ý với anh đó là Darwin Núñez thiếu chút nữa đã tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool. Và đó đồng thời cũng là số lần tạo cơ hội của cặp đôi này. Curtis Jones. Chờ vào sai. Darwin Núñez vẫn chưa thể dứt được. Cơ hội cho Man City với tình huống phát bóng lên không tốt. Nathan Ake dứt điểm. Một bàn thắng để đánh sập tất cả những ai đang nói là Haaland không thể tỏa sáng ở trong những trận cầu lớn. Và người cha của anh ở phía bên trên đang rất tự hào với số 9 của Man City. 1-0 dành cho đội chủ sân Etihad. Hãy cùng xem lại một tình huống phát bóng rất thiếu chuẩn xác của Alisson Becker. Còn Nathan Ake thì dễ dàng vượt qua hai cái bóng áo đỏ trước khi tạo cơ hội. Và đồng thời đó chính là kiến tạo của anh dành cho tiền đạo người Na Uy. Một nhịp đẩy nữa. Và pha dứt điểm đã mang tới bàn thắng dành cho Erling Haaland. Những sai lầm của Alisson Becker đang báo hại hàng phòng ngự của Liverpool. Trước đó thì chưa, nhưng bây giờ thì là có rồi. Erling Haaland đã chạm cột mốc 50 bàn thắng tại giải đấu Ngoại hạng Anh khi anh đang thi đấu trận thứ 48. Nguy hiểm. Szoboszlai. Szoboszlai. Darwin Núñez. Quá khó để tìm ra một góc dứt điểm phù hợp cho Darwin Núñez. Núñez vẫn có một điều gì đó hơi vội vàng trong những tình huống mà anh có cơ hội. Đây là pha bóng mà góc sút của Núñez đã quá hẹp rồi. Phải cũng đang mở tốc. Cánh phải là Julian Alvarez. Doku Alvarez. Doku đã chuyền bóng hơi chậm. Chưa thể chuyền bóng cho Erling Haaland. Phi Foden. Foden. Cánh bên kia là Doku. Nhưng Foden đã quyết định dứt điểm ngay. Và đó là sự bất ngờ được tạo ra bởi cầu thủ người Anh. Alisson Becker cũng đã xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Trung bình mỗi 90 phút thì anh cứu thua 3,3 lần. Và cũng là thủ thành có tỷ lệ cứu thua tốt nhất tại Hoàng Anh với 79,2%. Lại thêm một tình huống nữa mà đúng là chỉ có những đầu ngón tay mới có thể cứu thua được cho hệ thống phòng ngự của Liverpool. Doku đang di chuyển. Jeremy Doku. Doku. Doku chuyển sang dứt điểm. Bóng đi vượt xa. Đó là pha ra chân của Julian Alvarez. Tốc độ của Doku đã khiến cho McAllister thiếu chút nữa thì phạm lỗi. Nhưng có lẽ là số 10 của Liverpool hiểu rằng anh đã phải nhận khá nhiều những tình huống thổi phạt trước đó của trọng tài rồi. Và pha bóng đó hoàn toàn có thể dẫn tới một tấm thẻ nghiệt ngã. Và McAllister cũng đã dừng hành động của mình lại. Nhưng rất tiếc cho cao thủ Man City là trái bóng đi không trúng đích. Bây giờ thì đã có những sự điều chỉnh
Bernardo Silva, Erling Haaland. Erling Haaland luôn rất nhanh trong những tình huống chiếm lĩnh không gian. Đánh đâu, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Ederson. Doku vẫn có thể đưa bóng vào trong được. Cơ hội để kết thúc. Đã có những khiếu nại về lỗi dùng tay chơi bóng tới từ Rodri. Hãy cùng chờ đợi những quyết định từ trọng tài Chris Kavanagh và những tham vấn của tổ VAR. Không hiểu là chạm tay ở đâu nữa. Julian Alvarez. Nhưng đây là một tình huống treo bóng. Đánh đầu. Pha treo bóng rất dẻo của Bernardo Silva dành cho Rodri. Nhưng đây cũng là một pha bóng mà tiền vệ của Man City đã đứng dưới. Mohamed Salah. Darwin Núñez. Dứt điểm thẳng ngay vào góc gần từ Darwin Núñez. Vẫn là một sự kết nối của Salah và Núñez. Ederson vẫn đang cho thấy một sự tập trung rất lớn. Thì cũng tiếc vì quả bóng đã chạm vào trọng tài, họ không có tính liên tục trong lối chơi. Doku! Thiếu chút nữa đó là pha kiến tạo thành công của Doku cho Erling Haaland. Luis Diaz. Bây giờ sẽ là câu trả lời của các cầu thủ Liverpool. Diaz. Bóng đến chân của Salah. Khoảng trống. Dứt điểm. Bàn thắng đã tới một cách đầy bất ngờ dành cho cầu thủ Liverpool, và đó là Trent Alexander-Arnold. Một pha lập công đẹp mắt và đẳng cấp của Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold phần lớn của thời gian trước đó đã phải căng mình ra phòng ngự trước Jeremy Doku, nhưng vừa rồi là một tình huống anh dâng cao. Niềm vui cho Liverpool, niềm vui cho những cổ viên đặc biệt của họ xuất hiện trên khán đài, trong đó có người cha của Luis Diaz. Cầu thủ cũng đã là người khởi nguồn cho tình huống lập công này của Liverpool. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Gakpo đã mở ra khoảng trống phía sau dành cho Trent Alexander-Arnold. Và cú đá sệt này đã đánh bại được thủ thành người Brazil, một người đã chơi rất tập trung trong những phút đấu đã qua. Cú đá treo góc và cực kỳ hiểm hóc. Bàn thắng này sẽ mở ra một sự bùng nổ trong những phút thi đấu cuối chặng, khi mà lúc này Man City cầm vàng rồi để vàng rơi. Đánh đầu! Bóng vừa cắt qua khung thành của Liverpool sau pha dứt điểm của Erling Haaland. Một chút nữa thôi. Không có ai di chuyển về phía cột xa để tiếp ứng cho Erling Haaland cả. Lại thêm một lần nữa, chúng ta nhìn thấy Erling Haaland đã có một tình huống tranh chấp trên không rất tuyệt vời. Anh nhảy cao hơn tất cả. Đánh đầu mang theo những tiếc nuối trong sự hy vọng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Đường truyền ra phía sau. Một lần nữa chúng ta lại thấy hình ảnh quen thuộc, những cái bắt tay và một thông điệp gì đó được truyền đi truyền lại giữa Pep Guardiola và Jurgen Klopp, những người đã luôn dành cho nhau những sự trân trọng ở mỗi lần hai câu lạc bộ đối đầu. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coppler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport.